Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hoan. Và có một cái điều rất đặc biệt, đó chính là Luca chính thức mở bán ở trong shop rồi. Chúng ta có thể lấy manh mối để mua, hoặc là bạn nào Rickit thì có thể mua bằng Echo ám hiệu đó mọi người. Cái viên màu đỏ đỏ đó. Ơi. Tại vì cái tựa game này là game quốc tế, cho nên là những cái mà tiền mặt nó đổi qua tiền Việt Nam mình nó cũng khá là đắt. Một cái bộ skin bình thường thôi, các bạn mua cũng phải hết 400-500 nghìn đúng không? Skin vàng nghe đâu cả triệu á. Ồ, đắt. Chơi Luca. Hôm nay mình chơi 4 bạn Luca để chúng ta có thể hành hunter trong cái công việc giải mã máy. Cái máy mình đang được kết nối, mình không kết nối cái máy của mình với máy khác được. Các bạn thấy những tia sáng màu xanh. Những cái tia sáng này sẽ có nhiệm vụ nói chung là lợi ích ấy, cho ta tích được một cái nguồn năng lượng điện và có thể giật hunter. Còn một điều nữa là những vùng sáng xanh này nó sẽ giúp cho chúng ta có một khoảng thời gian để có thể gọi là... Úi dồi ôi, ông Teddy BP. Nó sẽ tạo ra một cái vùng xanh và hunter đi lâu mà không chịu phá đi á là sẽ bị giật nha mọi người. Kiểu như vậy đấy. Ông Teddy BP ơi, tôi lại ông luôn ấy. Tôi khóc một dòng sông. Thanh niên nào đang núp kia. Úi dồi ôi. Snow. Ôi chết rồi, vừa vào đầu game mà đã như thế này rồi, chơi bời gì nữa đây. Úi dồi ôi, thôi, tôi phải đi cứu rồi. Khổ thật ấy, không mang nhánh 6 giờ. Red Lady set miễn là mày đau khổ. Rồi, cứu được nha, để cover cho. Úi, tỉnh thế. Không cover được. Eo cái bóng của mình kìa. Úi. Úi rồi. Sợ vãi. Trời ơi, mình nói thật luôn, mình cứ nghĩ là mình chơi 4 nhân vật tù nhân thì có thể hành hunter, nhưng mà không ngờ mọi thứ nó không như mình mong muốn. Đang tích điện tích, chuẩn bị có điện lại rồi. Ui. Chạy thôi. Trời ơi, nó xoay cái gương kìa. Úi trời ơi, mình tính lại luôn ấy. Ok, bạn Mr. Ray 001 mang nhánh 6 cứu được Snow luôn. Chán ghê luôn, trời ơi. Không sửa được máy nào. Thôi xong, Snow tắt thở. Tiễn vong. Và anh thôi cứ cố gắng thôi. Được đến đâu hay đến đấy. Rồi đi cứu bạn kia đi. Đi cứu Snow đi. Trời ơi. Không hiểu luôn á. Đầy máu không đi cứu ở lại đi cốt. May là bạn Red Lady này xoay gương, không là mình đang ở đằng sau lưng mình. Rất là may Red Lady ở lại mà cam là mình không cứu được rồi. Ok, chạy đi. Trời ơi, thôi xong rồi, thua chắc luôn. Đừng tạo gương em chị ơi. Ôi phá mất cái điện của mình rồi. Không tích được cái điện tích. Thôi mình chạy sang khu vực khác cho nó an toàn. Ôi ông bạn của tôi bị chết mất. Bóp ghê luôn trời ơi. Úi.
Ôi cái gì vậy? Thôi xong rồi, bà ấy đã xoay gương. Ôi mình được hưởng điện tích ké này. Thank you. Sướng quá đi. Hai em chị ơi. À bạn này không được phán à? Nhánh 9 giờ của mình phát huy tác dụng đây. Mơ lem mơ lem. Đố anh bắt được em. À quên quên. Đố chị bắt được em. Ui. Ôi cái gương kìa. Ôi. Chết 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 chết, bà này xoay gương. Thôi 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 thôi, nhảy vào nhảy vào. Sợ. Sợ vãi nồi. Ơi hơi trễ nha, hơi trễ. Ôi mình chạy sang khu khác đây. Hai bạn kia cầu mong sửa máy thành công cho mình nhờ cái. Đố chị bắt được em. Ồ chị này xoay rồi. Một màn xoay như vơ đét. Mà không biết là mang cái bổ trợ gì, sợ tốc biến ấy. Ôi thấy mình à? Tưởng núp xuống là không thấy, em không ngờ vẫn thấy. Ý? Mấy cái viên ngọc kia là gì vậy? À may quá không cam mình. Xoay qua bên kia rồi. Xoay qua bên kia rồi. Ủa cả không 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 xoay, vẫn ở sau lưng. À, cứu mình với. Chu mình nga. Cứu bạn ơi. Bạn gì gì đó ơi. Trời ơi. Hay quá, có điện. Còn đúng một máy thôi. Công nhận đúng chùm sửa máy thiệt sự luôn. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chém phải test đi PP rồi. Thanh niên vẫn đang dùng bóng để đi bắt mình. Ôi chị gì ơi. Tha em chị gì ơi, tha em chị gì ơi. Ô heo được luôn này, trời ơi sao bạn này tự heo nhanh thế. Eo ơi, khóc khóc một dòng sông luôn á. Nhân vật này chị thương nhanh thật. Nhanh nào. Ôi nó kìa. Nó kìa. Đố chị bắt được em. Không thấy, không thấy. Còn đúng một máy thôi. Thôi xong. Chị thương cho mình để mình đi cứu. Hình như là bạn kia Ray này thì mới lên ghế lần đầu hay sao ấy. Chắc là đủ thời gian để đi cứu thật. Cố lên, mình sẽ heo xong rồi mình sẽ đi cứu liền. Đợi chút thôi. Lâu quá. Rồi, đi thôi đi thôi. Hai thằng tù nhân. Thằng bên tay phải của mình là nó ra tù rồi, còn à nó chưa ra tù, còn một còn cái thằng mình đang chơi là nó ra tù rồi, nó được sắm đồ đẹp nó mặc. Có vẻ cái máy này đang kêu tít tít hơi mạnh mọi người, có lẽ sắp xong cái máy này rồi. Đố chị bắt được em. Ôi pha chém hơi hụt nha. Ok hay lắm. Bắn điện đó. Được lắm, được lắm. Để mình body block cho. Để chạy đi. Đố chị bắt được em. Body block này. Chém mình luôn. Ô nổ máy luôn. Hay quá. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow không ngờ ba người mới có thể được nổ được 5 cái máy. Khóc dễ sợ luôn. Cố lên cố lên. Cố thắng đi. Trời ơi, tôi cầm nhánh 39 mà tôi phải vác
cái xác này đi cứu mọi người. Rồi ôi, quỷ tới kìa. Ôi sao nó dí mình. Ôi đi dí cái thằng mở cổng kia. Ôi trời ơi, cái thằng mở cổng kia thì không dí. Ặc 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 ặc. Trời ơi ặc ặc. Thôi đừng có cam nữa, trời ơi. Hoa được rồi. Bà Đam ơi. Ô bạn kia liều mạng thế, lại cứu mình như thật kìa. Hay quá, cứu mình với. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Yêu. Ew, chém dơ. Ôi. Ôi may quá. Ôi dồi ôi, bạn Roy ơi, bạn Ray ơi, bạn không thoát được rồi. Thương quá đi à, biết sao bây giờ. Ước gì mình có thể tháo găng tay ném vào mặt chị Red Lady. Chị căng quá. Teddy BB. Đầu game có vẻ như là không làm được gì, nhưng mà cuối game lại thoát được, đến khổ luôn ấy. Thôi xong. Có mỗi mình. Nói chung là số hưởng thôi. À, cờ đến tay ai người phất. Thoát được thì cứ thoát thôi. Hay không bằng hên. Thôi để mình chuồn, mình sang cổng bên kia cho nó an toàn. Úi. Các bạn biết sao không? Tại vì khi mà các bạn tim đập là cái tai của nhân vật Hunter Persona họ lên, nó cũng sẽ xuất hiện. Cho nên là họ sẽ xác định được vị trí của các bạn. Khi nào mà tim bạn không đập nữa thì lúc đó là tai cũng sẽ không có. Ý, hết mắt đỏ rồi nhưng mà mình còn nửa máu thôi. Đừng, em không. Thôi chết rồi. Ui, trời ơi hên quá. Ui, nó đi nhanh vậy. Trời ơi. Cái gương kìa. Hồi hộp dễ sợ luôn á. Bên này hết, phá mất cái ván rồi. Eo ơi. Ui, ui, cái hầm lên luôn. May quá, trời ơi. Trời ơi đau tim. Ua 12.000 điểm. Trời ơi mình đau tim thiệt sự luôn mọi người. Chào các bạn nhé. Để mình đuổi đi uống ca nước đó. Trời ơi sợ dễ sợ luôn á.